Xin chào, xin chào những quý vị khán thính giả thân yêu đang theo dõi trên kênh truyện Radio Góc Cảm Xúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Thanh Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn tập 3 của bộ truyện Dục vọng đàn bà và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì nghe sau đây thôi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Ly trở lại phòng ngủ, cô thấy Trường Thạch đang ngồi dưới sàn với đống đồ chơi Lego của hắn. Hắn chăm chú lắp ghép những mẫu hình nhỏ xíu với nhau theo tờ hướng dẫn. Một khối hình lớn đã được hoàn thiện. Hắn hoàn toàn không để ý đến việc có ai đó xuất hiện ở trong phòng. Ly bước đến gần xuống ngồi cạnh Trường Thạch. Thạch, Ly lần đầu tiên gọi tên hắn, cô không người để nhìn được gương mặt hắn vì quá chăm chú mà má phồng lên, môi cũng đua cả ra ngoài. Anh đang ghép cái gì vậy? Trường Thạch không thèm liếc nhìn Ly, hắn tỏ ra giận dỗi không nói cho vợ. Hắn rõ ràng là đang không vui. Ly không biết điều gì làm hắn không vui như vậy, nhưng cô phải tìm cách dỗ dành hắn. Anh giận gì sao? Nói cho tôi biết đi. Trương Thành dừng tay, không ghép Lego nữa. Hắn nhăn nhó nhìn Ly một lúc lâu. Khi nãy tôi đã thấy vợ ôm em, em họ đấy. Tôi không thích đâu, vợ là của tôi mà. Ly hơi trột dạ, hắn đã thấy hết sao. Vì sao hắn lại tỏ ra khó chịu như vậy? Cô vẫn luôn nghĩ, tiền ngốc như Trường Thạch thì làm gì biết đến chuyện yêu đương, làm sao hiểu được tình cảm của nam và nữ. Hắn cũng lắm chỉ biết yêu quý ai, thân thiết với ai, ai là người đối tốt với hắn mà thôi. Thế nhưng lúc này, hắn lại tỏ rõ thái độ với cô, cho cô biết rằng đối với cô, hắn có quyền sở hữu. À, anh thấy rồi sao? Chỉ là em họ anh đang buồn nên tôi ăn uống anh ta thôi. Ly trợn mắt nói dối. Dù sao, nói thật, thì trường chắc cũng chả hiểu. Huống chi, hắn còn là con mồi của bách. Hắn ngốc nghếch như vậy. Nếu cô nói thật cho hắn biết, có khi hắn ngờ ngạch muốn mò tìm đến bách rồi lại để lộ kế hoạch của cô. Thật không? Trường Thạch bĩu môi, trừng mắt ra nhìn Ly kiểu giận dỗi lắm. Thật đó, tôi lừa anh làm gì? Trường Thạch gật đầu, sau đó hắn lại sưng xỉa lên nhưng mà tôi không thích vợ ôm người khác đâu Em họ cũng không được Vợ ôm được rồi Hắn vừa nói vừa lắc đầu mình Giống y hệt một đứa trẻ đang đòi hỏi Không muốn đem đồ của mình cho người khác dùng Lì cũng hết cách Lần sau gặp bác Cô phải tìm cách khác Phải trốn khỏi tấm mắt của tên ngốc này thôi Nhớ lại lời nói của bác ly nổi cơn tò mò Trường Thạch không ki bo giữ lê gô nữa Cho cô chơi cùng Ly vừa giúp Trường Thạch lắp kép mô hình ô tô, vừa lân la dò hỏi chuyện về quá khứ của hắn. Anh nói ngày trước, anh bị ốm nặng lắm phải không? Anh bị ốm như thế nào vậy? Không biết. Trường Thạch ngây thờ nhắc đầu. Em họ nói tôi bị tai nạn nặng lắm, phải vào viện nằm rất lâu đấy. Vậy Evan thì sao? Evan có biết anh bị tai nạn không? Bách đã nói với Evan có mặt tại hiện trường tai nạn, anh ta còn hoài nghi Evan là người có liên quan đến vụ tai nạn này Lý dĩ nhiên là không tin lời Bách Cô còn nghi vấn Bách Chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện Nhưng cô không có chứng cứ gì Người còn lại biết về tai nạn này Là Trừng Thạch Thì hiện giờ lại vừa ngốc vừa điên Cô chắc chắn sẽ điều tra được gì từ hắn cả Nếu như thật sự Evan có liên quan Vậy cô phải tìm người này Evan á à? Trường Thạch ngâm ngà một chút, trông như đang suy nghĩ dữ dội lắm, cố gắng nhớ lại tai nạn vào lúc đó. Đúng vậy, Evan đấy, là người đã trang điểm cho anh hôm đám cưới đấy. À, Evan là bạn tôi. Trường Thạch nói, tét miệng cười, dường như hắn đã quên mục đích của câu hỏi này mà Ly đưa ra. Ly thở dài ảo não, cô từ bỏ việc hỏi thông tin từ anh chàng ngốc nghếch này, quyết định tìm cách liên lạc với Evan. Trực tiếp gặp gã luôn cho xong Ồ thì sao là bạn anh Anh ấy hóa trang rất là đẹp Ly hiếp mắt cười Khen ngợi Trường Thạch lại cúi đầu chăm chú lắp kép Lego Ở góc độ này Ly không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn được Hôm đám cưới anh Anh ấy đã làm rất tốt Trang điểm cho anh rất đẹp trai Ly sốc sức để thu hút sự chú ý của Trường Thạch Ngược lại Trường Thạch lại có vẻ như không muốn để ý đến cô. Hắn ngẩng đầu, hắn không ngẩng đầu lên lần nào nữa. Tay vẫn đang thoàn thoát, lắp ghép mấy miếng Lego nhỏ xíu và phức tạp. Hắn đang lắp mô hình ô tô cỡ lớn. Đó không phải Lego đồ chơi dành cho trẻ em. Nó dành cho người trưởng thành với sở thích sưu tập Lego. Kỹ thuật lắp kép vô cùng phức tạp. Lì không dành để chú ý tới những điều nhỏ nhặt ấy. Lúc này cô chỉ muốn gặp Evan hay là chúng ta mời Evan đến nhà chơi Cảm ơn anh ấy được không Vừa nhắc đến chuyện mời Evan đến nhà Trường Thạch lập tức dừng tay Quả nhiên là vậy Được tụ họp với bạn bè Có lẽ là Trường Thạch có hứng thú hơn chơi Lego một mình Hắn ngẩng đầu nhìn lên Ánh mắt đầy vẻ hào hứng Mời Evan đến chơi á Tôi có thể mời Evan đến chơi cùng được sao Được tôi thích lắm Chúng ta mời Evan nhá Thái độ của Trường Thạch thay đổi trong chớp mắt, khiến Ly cảm thấy không đúng lắm. Nhưng cảm giác kỳ loại đó chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi. Đạt được mục đích của mình, Ly vui hơn bao giờ hết. Trường Thạch dọn dẹp lại đống Lego trên bàn, sắp xếp chúng vào một hộp cẩn thận. Khối Lego đã lắp xong thì đem lên bàn trưng bày. Trên chiếc bàn đó có cả đống mô hình ô tô từ nhỏ đến lớn, cái nào cũng rất đẹp. Hắn đã lắp gần xong mô hình chiếc ô tô. Chỉ còn thiếu mấy cái bánh xe Và vài vụ kiện linh tinh xung quanh Anh không lắp nữa sao Ly không hiểu sao hắn lại cất đồ chơi đi Trong khi đã sắp hoàn thiện được đồ của mình rồi Trường Thạch nhàn sang cười Lắp đầu với cô Không lắp nữa Tôi phải đi gọi điện cho Evan Được gặp Evan Anh vui đến thế cơ à Bình thường sao anh không mời anh ấy đến nhà chơi Quả đúng là lạ thật Trương Thạch có điện thoại riêng, tại sao hắn không thường xuyên mời Evan đến chơi cùng mình? Trừ phi bách quản hắn chặt còn hơn cả quản cô. Đúng như suy nghĩ của Ly, Trương Thạch nghe đến đó thì bỗng xưng ỉu siêu. À ừ nhỉ, tôi quên mất. Em họ nói là không có việc gì thì không được mời ai đến nhà chơi. Evan còn phải đi làm đó, không có thời gian đến chơi với chúng ta đâu. Trương Thạch ủ rũ ngồi xuống giường, trong tay nắm chiếc điện thoại của mình. Ly chạy đến bên hắn, khẽ vỗ lên tay hắn không sao đâu chúng ta mời anh ấy đến để cảm ơn cơ mà đó là việc quan trọng đấy em họ sẽ không mắng anh đâu ừ, thật không trương thạnh còn mông lung lắm lì quả quyết gật đầu tự vỗ ngực vẻ mặt đầy tự tin tôi bỏ được là được trương thạnh tự tin hẳn lên hắn gọi điện cho evan sung sướng mời gã đến nhà chơi sau khi xác nhận là sáng mai gã sẽ tới trong lòng mỗi người đều phảng phất một cảm xúc riêng Trường Thạch thì vui vẻ vì được gặp bạn. Ly thì vừa buồn chồn vừa lo lắng. Cô cảm giác chân tướng đằng sau tai nạn của Trường Thạch sắp được tiết lộ ra. Cảm giác khó chịu và nôn nóng ấy đeo bám cô suốt buổi tối, khiến cô ngủ không được yên giấc. Ly giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra ở trong phòng. Cô mở bừng mắt, khẽ khàng xoay người, hé mắt tìm kiếm xem tiếng động phát ra từ đâu. Bóng người đập vào mắt cô làm cô sừng sốt, hơi sun sẩy. Trường Thạch đang hì hục tìm kiếm thứ gì đó ở trong phòng. Hắn mở hết tủ này đến tủ khác, lật tung tất cả các ngăn kéo, vứt đồ loạn cả lên. Hắn đang tìm cái gì? Chẳng lẽ, Bạch nói hắn điên vì hắn không phải là bị ngốc, sẽ có lúc hắn tỉnh táo. Và giờ thì hắn đang tìm kiếm cái thứ mà hắn đã xấu đi ư. Lý cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng động gì, khẽ xoay người để nhìn được rõ hơn. Đúng là như vậy, Trường Thạch thật sự đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô đoán nói là chìa khóa ở cái ngăn tủ mà hắn không cho cô đụng vào. Nhưng chính hắn cũng không tìm ra được. Cô nhìn thấy Trường Thạch tỏ ra tức giận. Hắn túm được thứ gì đó dưới sàn, ném mạnh vào tường. Lì sợ run cả người. Cô lo lắng hắn sẽ phát điên và làm hại Lê cả mình. Chỉ là lo lắng đó của cô hơi thử thãi. Trường Thành không tìm được đồ mình muốn. Hắn gấp đến đỏ cả mắt. Mà lại không thể bộc phát cơn tức giận này Hắn đấm tay vào tường thình thình Đến độ mù bàn tay đỏ lên Xa thịt thì sách toác Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ Ly không thể nhìn rõ tay hắn bị thương như thế nào Riêng cô Cô có thể thấy vết máu sậm màu in trên tường Trần Thạch đấm tay chán chê Chẳng thèm để ý đến tay mình sách nát Đến mức độ nào Hắn bất lực bổ nhào xuống sàn Ly nghe thấy tiếng khóc giấm rứt của hắn Cô hiểu tiếng khóc ấy nó là cảm giác đau đớn của người đang tuyệt vọng. Ly bò xuống giường, cô chậm rãi đến bên hắn, giống như lần trước hắn an ủi cô. Cô cũng muốn giúp người đàn ông này không phải khổ sở nữa. Có thể là xuất phát từ hoàn cảnh giống nhau, cho nên cô dễ dàng đồng cảm với hắn. Cũng có thể là do cô đau lòng khi nghe được quá khứ của hắn. Ly quỳ trên sàn, vòng tay ôm lấy vai trường thạch. Đừng khóc, tôi ở đây vì anh bàn tay ly vỗ về trường thạch. Cô tưởng rằng sự đau đớn của hắn sẽ vợi bớt đi, hắn sẽ không còn tức giận nữa. Nhưng trường thạch lại bất ngờ quay phát người lại. Hắn đẩy cô xuống sàn, phương tay tới bóp chặt lấy cổ của ly. Cô nhìn thấy hai mắt hắn đỏ ao, hàm răng nghiến chặt, chiếc răng nành của hắn lộ ra ngoài. Trông hắn lúc này chẳng khác nào con quái vật bị người ta hung hăng đuổi giết, đang nắm được cơ hội phản kháng lại cô muốn gì ở tôi, nói, nó sai cô làm gì. Trường Thạch rít lên, thanh âm khàn khàn vỡ nát, thoát ra khỏi kệ răng, Ly sợ hãi, mặt cô đỏ lựng, thiếu dưỡng khí cho nên cô không thể hô hấp được. Ly há miệng cố gắng hít lấy vài hơi vào, tất cả đều bị chặn lại ở cổ họng. Cô không thể nói được, không thể thở được, chỉ có thể khẽ bật ra vài tiếng kêu nho nhỏ. Ngón tay cô bấu chặt vào áo của Trường Thạch, níu sắp xếp cả vai áo. Cô không cam tâm, cô rõ ràng là muốn giúp hắn. Tại sao lại thành ra như thế này? Cô sẽ chết ở đây sao, trong tay người chồng ngốc nghếch này của mình? Ly biết, mình không có đủ sức để đẩy hắn ra. Cô chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Trường Thạch. Trong mắt đã đong đầy nước vì sợ hãi, há miệng cố gắng hít thở. Động tác của cô cũng yếu hẳn đi, bàn tay đang túm chặt lấy áo Trường Thạch dần buông lỏng hình ảnh người đàn ông trước mắt đang đè chặt lấy cổ mình bỗng dừng trở nên mờ nhòe. Trương Thạch nhận ra Ly không còn sức chống cự nữa, hắn nghe thấy tiếng thở yếu ớt của cô. Dường như chợt bừng tỉnh, vội buông tay cô ra. Ly ngã hẳn xuống sàn, ngay lập tức liều mạng hít thở, làm đầy bùng phổi của mình. Cổ họng cổ đau sát, dấu tay đỏ rực của trường Thạch đã in hàn trên cổ. Cô vội vã lùi về phía sau, chỉ sợ hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Trương Thạch không tiến về phía Ly. Dường như hắn nhận ra cô đang né tránh mình. Hắn biết cô đang sợ. Hắn cũng không biết chắc được Ly có phải là nội gián mà Bách cài vào bên cạnh mình hay không. Hành động này của hắn chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Trương Thạch cảm thấy choáng váng. Hắn ôm đầu khẽ lắc nhẹ vài cái rồi gục xuống. Ly rẻ giặt nhìn hắn. Người đàn ông vừa mới hung hãn bóp chết cô, giờ đây lại gục ngay trước mặt mình. Tâm lý hoảng sợ của cô còn chưa hết cô không dám lại gần hắn. Cô chỉ có thể nhỏ giọng mà gọi tên hắn. Âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng, cô đã thấy cổ họng mình đau như bút phải bỏng. Trường Thạch Lì xuân sẩy gọi tên hắn. Trường Thạch vẫn ngồi im tại chỗ, không có dấu hiệu động đậy. Bách và mẹ hắn nói hắn bị điên, có lẽ là ý này. Hắn sẽ lúc tỉnh lúc mê, lúc điên thì hắn là tên ngốc, là đứa trẻ ba tuổi. Lúc tỉnh táo hiểu chuyện thì hắn sẽ phát điên lên cả người ly lạnh ngắt. Cô không nghĩ đến là mình sẽ phải dính líu vào những chuyện đáng sợ như thế này. Ở bên cạnh một tiên điên như Trường Thạch thì có khác nào giao kể cổ. Ai biết hắn sẽ lên cơn vào lúc nào cơ chứ? Xem ra cô phải nhanh lên, phải mau chóng biến khỏi đây. Cô phải gặp Evan càng sớm càng tốt. Ly liếc nhìn Trường Thạch. Cô không thể cứ để hắn ngồi đó mãi. Cô cũng không thể trốn ở trong phòng. Lấy hết can đảm của mình, cô bỏ dậy tiến về phía trường thạch, phương tay đụng vào hắn một cái. Trường thạch, Ly lại gọi. Trường thạch hơi sun lên, hắn ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lại vẻ ngờ nghịch như trước. Cô đã đoán đúng, hắn lại ngốc tiếp rồi. Ly cho mày, nếu như không có gì kích động, thì hắn sao ngốc nghếch đột nhiên lại nổi điên như vậy chứ? Là chuyện gì đã khiến hắn tức sợ như vậy? Anh, anh sao vậy? Sao không ngủ? mà lại ngồi ở đây? Ly nhỏ giọng thăm dò, Trường Thạch ngơ ngác nhìn cô, hắn lắc đầu. Không biết, tôi đang ngủ, tôi đang ngủ thì nằm mơ. Hắn mông lung đáp, rồi lại ngập trận miệng lại, không nói nữa. Ly nhíu mày, có vẻ như hắn không nhớ gì đến chuyện vừa rồi. Hắn đã không nhớ thì cô sẽ không nhắc đến nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là dỗ hắn đi ngủ. Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi ngủ nào. Trường Thạch dứt khoát lắc đầu, hắn không chịu để ly kéo mình về giường ly thừa dài ngồi xuống bên cạnh hắn sao lại không muốn ngủ không thích mơ không vui trường thạch bĩu môi nói ly cảm giác như mình đang nuôi một đứa trẻ con à mà cũng đúng thật trường thạch lúc này chẳng khác nào đứa bé ba tuổi cả cũng may từ nhỏ cô đã phải chăm sóc các em những chuyện như này thì quá là quen thuộc rồi mơ thấy gì mà không vui Ly bắt đầu dỗ dành Trường Thạch. Cô vỗ vai hắn nhẹ nhẹ. Cô nghĩ rằng Trường Thạch mơ thấy vụ tai nạn của cả nhà hắn. Đối với một đứa trẻ, giấc mơ này thì quả thật là không vui. Ngoan, tôi ở đây với anh, không có gì phải sợ. Trường Thạch cắn môi một hồi lâu rồi bất chợt nhào đến ôm lấy cô. Tôi mơ thấy vợ bỏ tôi, vợ đuổi tôi ra khỏi nhà, vợ cùng em họ tôi cười, mắng tôi là đồ ngốc, tôi không phải là đồ ngốc. Trương Thạch lưu xíu nói, trong thanh âm còn có cảm giác rất buồn bực và lo lắng. Ly hơi sừng sốt, hẳn là vì chuyện hắn nhìn thấy cô cùng bác lúc chiều. Hắn để bụng cho nên mới lung tung như vậy. Anh không phải là đồ ngốc, tôi sẽ không cười anh. Ly trả lời, vừa vỗ về Trương Thạch vừa đáp. Cô tránh né vấn đề bỏ rơi hắn kia. Trương Thạch vẫn nắm đúng trọng điểm, hắn không chịu buông tha cho cô. Hắn buông cô ra, ôm lấy mặt cô, buông cô nhìn mình vậy vợ sẽ bỏ tôi à? ly sững người không ngờ trường thạch lại để ý đến chuyện này đến thế cô quả thực là muốn bỏ hắn nhưng không có nghĩa là cô sẽ cùng một phe với tiên khốn kia bách hại cô thê thảm đến thế chẳng có lý nào cô sẽ nghe lời anh ta vợ đừng bỏ tôi tôi sẽ ngoan mà thấy ly không trả lời mình trường thạch lại sốt ruột ly chợt nhận ra người đàn ông trước mặt mình đây hắn đúng là một gánh nặng thật hắn là một tên ngốc, một kẻ điên. Nhưng từ trước đến giờ, kẻ điên này chưa từng muốn làm hại đến cô. Hắn đâu phải là tên khốn, hắn cũng không có tâm địa xấu xa. Chuyện hắn bóp của cô ngày hôm nay là ngoài ý muốn. Lúc đó hắn đang trong trạng thái điên cuồng, có khi chính hắn cũng không hề muốn làm như vậy. Gả cho hắn, thế thảm lắm hay sao? Ly tự hỏi mình, gả cho một tên điên thật sự là chuyện xấu đến thế ư? So với việc đối mặt với Bách và bà Hằng, hay là so với người cùng gia đình mà lại tham lam như bà Hồng, mẹ kế của cô. Bòn rút cô đến từng cái xương, từng miếng tủy. Việc cưới Trường thạch, quả thực chẳng đáng là bao. Hắn thậm chí còn quan tâm cô, chăm sóc cô. Thấy cô bị thương thì lo lắng, thấy cô buồn thì an ủi. vương mặt đầy mong chờ và buồn bực của Trường Thạch vẫn hiện hữu trước mặt Ly. Cô mỉm cười với hắn. Không bỏ anh, tôi ở đây với anh. Cô đã nghĩ xong, rằng sẽ ở lại đây cùng hắn. Dù sao thì có bỏ đi, cô cũng chẳng biết phải đi đâu. Nhà bà Hồng thì cô không thể quay lại nữa, mà cô cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn. Nếu đã không lấy chồng, chi bằng ở lại cùng Trường Thạch. Hắn có lẽ cũng cần cô giúp đỡ, bằng không thì một người đàn ông với tâm hồn của một đứa trẻ 3 tuổi làm sao có thể sống một mình được. Tuy nhiên, trước hết cô phải loại bỏ bách và gia đình anh ta đã. Trường Thạch nhận được đáp án như ý muốn thì vui vẻ lắm, hắn nắm tay Ly, kéo cô về giường. Ly bị hắn lôi lại kéo sình sạch, thoát cái đã bị đẩy lên giường. Cô khổ sở bật cười, xém chút thì quên. Trường Thạch chỉ có tâm hồn của một đứa trẻ 3 tuổi, còn sức vóc của hắn thì đã hơn 30 rồi. Evan là một kẻ khoa trương to mồm, gã chưa xuất hiện mà mồm đã vang tứ tung. Người còn đang ở ngoài cổng mà tiếng nó vọng vào trong nhà. Ly liện tự mình tiếp đón gã, nhưng Trương Thạch thì không muốn hắn chờ đợi buổi gặp mặt này háo hức đến mức đêm qua mất ngủ ly phải dỗ dành mãi mới chịu ngủ một chút sáng sớm hôm nay hắn đã tỉnh thay quần áo đẹp ngồi sẵn ở cửa đợi vừa thấy bóng sáng evan trương thạch đã vội vàng lao ra ngoài evan trương thạch đu cả người lên người gã thiếu điều thơm gã trùn chụt anh đến rồi tôi nhớ anh lắm luôn ly theo sau hắn không cản nổi hành động của hắn evan cũng không muốn ngăn cản thấy Ly Định tiến tới gỡ Trương Thạch xuống, gã lại lắc đầu. Hiếm thấy cậu mời tôi đến nhà, tổ tông của tôi hôm nay sao lại được phá lệ thế, tôi tò mò lắm đấy. Là vợ bảo mời anh đến để cảm ơn đấy, vì anh đã giúp tôi trông thật đẹp vào ngày cưới. Trương Thạch nhảy xuống khỏi người gã, hí hưởng đáp, vảnh mũi hướng về phía ly có vẻ đầy tự hào. Vậy sao? Evan nhướng mà nhìn Ly, đánh giá cô từ đầu đến chân. Chẳng hiểu sao Ly lại dùng mình. Cô cứ có cảm giác tên Evan này không hề đơn giản. Chẳng lẽ gã lại giống như lời Bách nói, gã có liên quan đến tai nạn của trường thạch thật. Nếu vậy, gã có dính dáng gì đến Bách hay không? Ly hồi hộp muốn chết, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khó chịu né tránh ánh nhìn chặt chòng của Evan. Cô Ly thật tài ghê. Bình thường tôi không muốn đến thăm tổ tông này cũng không được đâu đấy. Vì sao lại không được? Bạn bè đến thăm nhau thì không phải chuyện tốt sao? Evan lướt nhìn Trường Thành một cái rồi quay lại đáp lời cô. Cậu ta không nói cho cô biết à? Em hỏi cậu ta không cho cậu ta gặp ai đâu. Cậu ta phải ở nhà dưỡng bệnh, không thể gặp mặt người ngoài. Bình thường tôi tới đều bị người làm ở đây đuổi về đấy. Lý sừng sốt, bác chưa từng nói điều này với cô. Nhưng hình như Trường Thạch đã nói qua với cô về chuyện này. Cô đã không để tâm lắm. Cô cũng chưa tính đến chuyện này, chỉ là những người ở đây không đuổi Evan trở về là bởi vì thấy cô đã đồng ý cho gã tới. Mà vừa vặn chiều hôm qua, Bách cũng đã nói sẽ chấp thuận yêu cầu cô được tự do. Lý thở phào, đúng là cô đã chó ngáp phải ruồi, ăn may trúng thưởng rồi. Tôi không biết, nếu thế là chắc chúng ta cũng không thể đứng đây nói chuyện được rồi nhỉ. Lý nói, lướt mắt lên cửa sổ phòng trường thạch. Evan hiểu ý rất nhanh, gã túm lấy trường thạch, cả hai người đàn ông díu dít sát nhau lên phòng. Bách dù không ở nhà, nhưng trong nhà vẫn còn một cái máy giám sát di động, đó là bà Hằng. Cô không thể để bà Hằng phát hiện ra việc mình mời Evan đến nhà được, Lý cũng nhanh chóng đi theo họ. Evan và Trường Thạch vừa khuất bóng bởi cầu thang thì bà Hằng vừa lúc đúng lúc đó xuất hiện. Lý không khỏi hít một hơi sâu. Bà Hằng khoanh tay trước ngực, chặn đường ly lại. Cô vừa đi đâu? không phải tôi bảo cô ở nhà chăm sóc chồng ngày sao? Tôi... Lì ấp ống, cô không kịp nghĩ ra câu trả lời thế nào. Cô cũng không biết bà Hằng đã phát hiện ra Trường Thạch và Evan chưa. Bà Hằng tiến về phía sofa, ngồi xuống thản nhiên bật TV lên xem. Có vẻ là bà ta vẫn chưa biết, với tính cách của bà ta, nếu thấy Evan ở đây. Thì chắc hẳn sẽ làm loạn lên rồi đuổi, đuổi người ta đi rồi. Có phải cô đang cố tình quyến rũ con trai tôi không? Bà Hằng hắng giọng, bất ngờ lên tiếng. Ly vừa định bước lên cầu thang thì bị lời này của bà ta kéo sần lại. Bàn tay cô siết chặt lấy thành cầu thang, trong lòng phát giác ra chuyện không ổn. Tôi nói cho cô biết, yên ổn hầu hạ tên ngốc kia. Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì biến đi. Con trai tôi không phải người cô nên đụng vào. Bà Hằng cao giọng nói, giống như muốn nạt sát cô là đồ hèn hạ, còn con trai bà ta là kẻ cao quý. Lì bĩu môi, cô thèm vào, mập, muốn anh ta. Cả nhà họ đều là những kẻ xấu xa đê tiện. <laughs> bà nhầm rồi, tôi không có ý gì với anh ta cả. Không có. Vậy chiều tối hôm qua, ai là người e ấp ngã vào lòng nó? Đừng tưởng tôi không biết. Bà Hằng bật cười. Cô bớt ảo tưởng nó đi. Nó ban đầu đến với cô hoàn toàn là vì cái đám cưới cho thằng anh họ ngu ngốc kia thôi. Lì cắn xăng, chuyện này cô đã biết từ lâu những lời tuôn xa từ miệng bách cô làm sao có thể không nhớ cô không tơ tưởng đến anh ta nữa những điều kiện anh ta cho cô cô cũng chẳng muốn nghĩ đến nhưng lúc này bị bà hằng nhỉa ma như thế cô lại tức cô chẳng muốn bà ta đắc ý ồ vậy à thế nhưng chính anh ta lại nói muốn tôi đấy đi xoay người đối mặt với bà ta cô muốn bà ta phải tức điên lên mà không làm gì được Chính anh ta đã ôm tôi, chính anh ta đã nói. Chỉ cần tôi nghe theo lời anh ta, sau này anh ta sẽ cho tôi một sách phận. Bà Hằng tức đến chặn trợn trắng cả mắt, cơ mặt cũng nhăn nhúm cả vào. Sao nào? Con trai bà đã nói vậy rồi, tôi còn có thể từ chối sao? Lý nhếch môi cười, phản ứng của bà ta làm cho cô hài lòng chết đi được, muốn hại cô ư. Cô cũng không phải con thỏ non nhát cái, động đến cô thì cô cũng không để mẹ con họ được yên đâu. quý vị và các bạn thân mến, thì là tập 3 của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại!